Toàn thể hôm nay vì đón và quý vị khách quý. Hôm nay cũng hơi muộn rồi nhưng mà chúng ta hãy còn lán lại một chút nữa để chúng ta tham khảo một cái chương trình thiện nguyện. Cơ hội người tài mình không những biết múa, biết hát, biết ăn nhậu, biết nhảy nhót, hát ca nhưng ta còn biết làm thiện nguyện. Được đưa lên đây một chương trình thiện nguyện, đó là địa chỉ tại thôn Trang, xã Sơn Trang Thành, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cháu nội của nhà Hà Dột, bé tên là Hoàng Bảo Nhi, sinh năm 2016. Bố là Hoàng Văn Dần, sinh năm 1995. Mẹ là Bế Thị Trinh, sinh năm 1998. Thôn Trang Thành, Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái. Một chương trình từ thiện. Trong cái video này thì có thể là Sơn cũng xin phép được ghi hình và cũng là kêu gọi luôn trong tất cả những khán giả xem kênh, các nhà hảo tâm có những chút tấm lòng hảo tâm thì rất lúc mắt các bạn, thật sự là rất là khổ. Cũng như một chút đồng dành cho tiên sân khấu ngay lúc này là món quà của quản trị viên hội người tây xã Minh Xuân 500.000. Vâng, tôi xin được mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cùng lần lượt lên sân khấu chia sẻ cũng như những món quà dù ít thôi nhưng tình cảm. Bệnh viện chữa chạy đi từ thiện tiếp các bạn ạ. Vâng, và nhân số tiền này tôi sẽ được cảm ơn gia đình cô cố gắng lên. Cháu đã 5 tuổi nhưng sau khi phẫu thuật tim bẩm sinh thì lại biến chứng lên não, và khi đủ tuổi để đi mổ não thì hiện nay cháu đã, và những hình ảnh này chúng tôi không thể không nói được. Cảm ơn ông Đặng Ngọc Thông đại diện cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Vâng, xin được cảm ơn hội viên này của Vĩnh Lạc, xin được cảm ơn hội viên này của Đông Quương, của Văn Yên, xin được cảm ơn hội viên này của Đại Phát, xin được cảm ơn tất cả hội viên này của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, với những tấm lòng của quý vị, chúng ta đã dành cho như các bạn quan sát thấy thì tình cảm của người Tày dành cho nhau thì phải nói rằng là quá là quý mến luôn. Thực sự là hội người Tày cả nước cũng như là hội người Tày Lục Yên hay là Lào Cai, mọi người cũng có những cái tấm lòng chia sẻ, động viên cho nhau. Và còn trường hợp hôm nay đó là cháu nhỏ tim bẩm sinh đây các bạn này. Đây là chắc là bà nội của cháu, và đây là những cái tấm lòng của người dân đồng bào Tày, Bảo Yên, Lào Cai, Yên Bái, rồi Lục Yên khắp nơi đã tập trung trong chương trình văn nghệ ngày hôm nay và đã có những chút tấm lòng để chia sẻ cho gia đình bà và cháu bé các bạn ạ. Vâng, ngoài người thân cháu thì bà nội của cháu rất là vất vả. Kính thưa quý vị, những tình cảm của quý vị dành cho bà cháu của cháu bé ngày hôm nay, chương trình của chúng tôi cũng không biết nói những câu, không biết nói gì nhiều hơn nữa. Luôn chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn mạnh khỏe, luôn bất tài sai lầm. Vâng, xin được cảm ơn các chị. Chương trình giao lưu ngày hôm nay thì sẽ có những chương trình từ thiện giống như lần trước các bạn ạ, nhưng khả năng lần này thì theo như mình nghĩ là cái số lượng người tham gia ủng hộ cho giúp đỡ cho gia đình sẽ nhiều hơn, vì hoàn cảnh của cháu bé đây rất là khổ. Vui rồi. Chị mới đếm sai tờ nào làm ghi hết rồi đấy nhá, đừng đừng có đếm sai đâu. Bây giờ thì các chị em đang kiểm kê số tiền của mọi người đã lên
ủng hộ giúp đỡ cho gia đình nhà cháu nhỏ đây các bạn nhé. Vẫn còn tí tách, vẫn còn rất là nhiều người đang lên để giúp đỡ ủng hộ. Cho dù là 10.000, 20.000 hay 100, 200.000 nhưng đây là cái tình cảm. Đây là một cái tình cảm rất là quý mến. Con gái gọi. Mấy tuổi rồi? Đấy, như nói là 6 tuổi rồi sao? Đấy, như mọi người nhìn thấy đây, cháu gái năm nay là 6 tuổi đúng không bà? Cháu 6 tuổi, đấy. Đây là toàn cảnh này, nhìn, như các bạn nhìn đây. Để cho nhân viên nhà hàng ẩm thực Tây Bắc Thượng Tây chúng tôi có thể chuyển các món ăn vào trong hội trường được. Các bạn xin mời các bạn chúng ta dán mâm ra để làm sao đủ ngồi 8 người một mâm. Còn ghi một thôi, 201. Với nhiều dân tộc khác. 100 nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Chúng ta sẽ chia sẻ các tấm lên trang mạng Facebook và tạm nhân. Trang mạng TikTok. Đã đến với 10.000 đâu. Giúp đỡ cho gia đình cũng như cháu bé. Bây giờ 5.000 á. An lành mạnh khỏe để giúp cho cả của cháu đỡ đi phần nào vất vả trong khi chăm cháu bé. Xin được cảm ơn. Anh lấy điện thoại cho nó em đấy. Bằng 110.000. Đấy, cứ nhân cho dùng máy cho nó. 5 nhân 22 110. 110 rồi. 10 nhân với 59. Bằng 59. Nhân 59. 590. 20 nhân với 39. 20 nhân 39. 780. 80 rồi. 50. 50 nhân 34. 1.700.000. 122, 2.2 triệu. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ rằng có 200. Câu hỏi của quý vị chúng ta nói là 500, chỗ này cộng thêm 130, cộng ghi thành 30 vào. À đây đây, 20 à? Đây là 800 tròn, gạch bỏ số 7 đi, gạch bỏ số 7 thôi. 800. 10.000, nghe chưa? Đủ chưa? 5.000, đủ chưa? Tổng ai? Rồi cái đấy nó tính riêng rồi. Cái này không cần đưa vào. Cộng với 550. Tổng số tiền mọi người đã ủng hộ quyên góp cho gia đình nhà cháu bị khuyết tật này là được số tiền là 6.150.000 đồng các bạn nhé. Và cái số tiền này thì sẽ bàn giao cho một vị đại diện, xong rồi là sẽ gửi trao cho gia đình các bạn ạ. Trong cái video này thì Sơn cũng muốn nói luôn ở trên này là chắc chắn là Sơn sẽ đến thăm gia đình nhà họ và sẽ làm một cái video để kêu gọi các nhà hảo tâm cũng như là các mạnh thường quân để nói chung là họ sẽ giúp được cái gì cho gia đình họ, cho bớt đi những cái khó khăn thì Sơn sẽ cố gắng để Sơn làm các bạn nhé. Đây là số tiền này các bạn này. Bây giờ Sơn sẽ bàn giao cho chị ban tổ chức và trao cho gia đình các bạn nhé. Giờ đang cầm trên tay này. 6.150.000 đồng. Xin được cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của toàn thể quý vị. Và bây giờ Sơn sẽ trao cho gia đình các bạn. Luôn mạnh khỏe và luôn đắc tài sai lộc. Xin được chân trọng cảm ơn những tấm lòng rất lớn đấy ạ. Vâng, xin được cảm ơn. Và những lời cảm ơn cũng như cảm nhận của bà cháu bé ngay sau đây, quý vị chúng ta cùng lắng nghe và cảm nhận một chút ạ. Tôi là bà của cháu. Cháu cũng không được lấy thì các bé. Vậy hội này tại hội người tài.
số tiền. Nên là bây giờ bà cháu cũng mang về để cháu chữa trị cho cháu thêm. Cháu sẽ, bà cháu sẽ chữa trị cho cháu đến giây phút cuối cùng của cháu. Dù như thế nào thì bà cháu vẫn là bà cháu. Bây giờ cháu của bà cháu thì thật sự ra thì bệnh tật của cháu thì bây giờ cũng không biết là nói như thế nào nữa. Nhưng mà cháu cũng rất là cảm ơn các ông bà, hội người tài và cháu xin chúc các ông các bà, hội người tài ngày càng tốt đẹp hơn ạ. Con xin được cảm ơn bà của cháu bé và chúc bé sống mau khỏe. Xin cảm ơn ạ. Mọi người ơi, như vậy là chương trình giao lưu văn nghệ của Hội Người Tày Lục Yên đến đây thì cũng đã tạm thời kết thúc rồi. Chương trình tiếp theo đó là chương trình ăn uống nhậu nhẹt. Mọi người giao lưu với nhau những chén rượu. Và còn những tiết mục gì thì chắc là sẽ còn ở buổi chiều hôm nay. Và trong cái video này thì Sơn cũng sẽ tạm thời kết thúc ở đây các bạn nhé. Sơn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, bye bye. Ở phía bên ngoài này thì các cô, các chị cũng đang làm những cái món ẩm thực. Đây, xem món ẩm thực của Lục Yên quê ta này. Các bạn xem này, lụng dưa này. Và đây là một quả gì đây chị? Quả lúc lắc ạ. À, lúc lắc lộn. Rồi, món ăn khá là tuyệt vời đây các bạn. Đây là những cái món ẩm thực để phục vụ cho tất cả những chị em, cô bác trong hội người Tày đã tập trung ở trung tâm nhà văn hóa huyện, đây là Minh Xuân, Lục Yên các bạn nhé. Ôi, đây thì Sơn thấy có thêm món đó là món thịt kho chám thì phải. Trông hấp dẫn và ngon quá các bạn ơi. Đây, dưới này còn một xoong nữa này. Một xoong, cả một xoong canh măng rừng nữa nhá. Măng nứa bằng. Lúc lắc em vừa quay rồi. Đấy, toàn những món ẩm thực rất là ngon, tuyệt vời các bạn ạ. Di chuyển sang mâm cỗ bên này xem nào, các cô các bà là đã đủ món chưa nào. Đây, ghi hình một chút nha các bà nhá. Có món chả này, món xôi này. Đây là món dê đúng không? Đây là dê tái hay món gì vậy? Dê tái này, thịt kho chám này, gà, đây là vịt à? Vịt luộc này. Lộn lúc lắc. Và giò với cả dưa. À, đây là vịt nam. Việt Nam đúng không bà? Hay là gì đấy? Cái này á? Vâng. Cái này mọc vịt. Mọc vịt. À rồi rồi, đúng rồi. Món này thì Sơn hay thưởng thức ở trong Nghĩa Đô. Dạ vâng ạ. Đó, cũng rất là nhiều món ngon các bạn nhá. Ở mâm bên này thì các cô các chị thì cũng đã ra bát ra đũa rồi. Và mỗi một bát của các cô chị đã có một miếng xôi rất là ngon. Nhưng mà xôi hôm nay thì chỉ có một màu thôi các bạn ạ. Nhưng mà thiếu nước chấm em ạ. À, đã còn thiếu món nước chấm à? Thế là anh ấy phải gọi bên nhà đầu bếp thôi. Đấy, ơi chúc tất cả các cô chị có một bữa trưa ngon miệng nhá. À đây, nước chấm đến rồi gì? Đấy, nước chấm và tráng miệng luôn này, có đầy đủ luôn. Cảm ơn nhà báo nhá. Ở bên trong hội trường này thì các cô, các chú, các bác, các ông cũng đã lên mâm rồi, ra bát, ra đũa. Và món cỗ trong ngày hôm nay thì khá là ngon. Như quý vị và các bạn đã xem đấy, những cái món ăn rất là đặc biệt, truyền thống của người Lục Yên các bạn nhé. Đó, sau này cũng rất là đông. Đâu đó chắc cũng phải đôi ba chúng mâm ấy các bạn ạ. Ôi, bên này có mấy cô này toàn mặc áo đỏ này. Đấy, mặc áo đỏ xong hơn là bàn đỏ rồi, nhưng mà cô kia lại mặc áo trắng, cô này lại áo hồng. À, hai cô này là ghép thêm đi tắm người. À, các cô chưa có bát à? Chưa có bát thôi, cầm đũa gắp dần cũng được. Dạ vâng, xin mời các cô nhá, chúc các cô ăn ngon miệng ạ. Vâng ạ.